Xin chào, bây giờ cô Hà Châu sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Cây xoài do cô Hà Châu sáng tác nhé. Bài thơ Cây xoài, tác giả Hà Châu. Dịp cuối mùa xuân, hoa xoài lại nở, chùm hoa màu trắng đưa hương nhẹ nhàng, thân to và chắc, cành lá sum suê như chiếc dù lớn che mát nắng hè. Khi hoa kết trái là thấy từng chùm xoài đua theo gió vui đùa lớn lên, quả chín quả xanh, vị chua hay ngọt, thứ quả thơm ngon ăn hoài không chán. Bây giờ, cô Hà Châu sẽ đọc lại bài thơ Cây xoài cho các bé cùng nghe nhé. Bài thơ Cây xoài. Dịp cuối mùa xuân, hoa xoài lại nở, chùm hoa màu trắng đưa hương nhẹ nhàng, thân to và chắc, cành lá sum suê như chiếc dù lớn che mát nắng hè. Khi hoa kết trái là thấy từng chùm xoài đua theo gió vui đùa lớn lên, quả chín quả xanh, vị chua hay ngọt, thứ quả thơm ngon ăn hoài không chán. Các bé đã gần nhớ bài thơ Cây xoài chưa nào? Chúng mình cùng ghi nhớ bài thơ Cây xoài rồi cùng đọc cho gia đình mình nghe nhé. Đã đến giờ nói lời chào tạm biệt rồi. Cô Hà Châu xin chúc các bé mau chóng thuộc bài thơ Cây xoài nhé. Cô Hà Châu xin chào và hẹn gặp lại các bé trong bài thơ lần sau.